Là một trong những địa bàn trọng điểm có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, huyện Mèo Vạc đang gồng mình để tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về nước qua các đường mòn lối mở. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, các lực lượng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc tiếp nhận cách ly công dân, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tại khu vực cách ly xã Thượng Phùng, nơi hàng ngày thu dung từ 20 đến 30 công dân, thời gian đỉnh điểm tiếp nhận 60 công dân đi lao động ở Trung Quốc về nước. Lường trước được bối cảnh phải thu dung nhiều công dân trở về, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thượng Phùng tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất có thể để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho các công dân theo quy định. Theo thống kê, từ tháng 2 năm 2020 đến nay, tại hai khu vực cách ly trên địa bàn xã đã tiếp nhận gần 1.000 công dân từ Trung Quốc trở về để cách ly theo đúng quy định. Đa số công dân đều ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Cái khu cách ly của chúng tôi có thời điểm đã quá tải. Chúng tôi đã đề xuất huyện để bổ sung và dự phòng thêm các khu cách ly lân cận để tiếp nhận người từ vùng dịch về. Tuy nhiên là dù khó khăn nhưng chúng tôi vẫn rất là cố gắng để thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay tại khu vực cách ly xã Thượng Phùng còn 285 công dân, trong đó 266 công dân ngoại tỉnh được cách ly tập trung. Để giảm áp lực cho địa phương, tránh tình trạng quá tải, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các lực lượng sau khi tiếp nhận công dân trở về, bố trí sang khu vực cách ly của xã Xín Cái và Sơn Vĩ. Các công dân tham gia cách ly được đảm bảo chỗ ăn nghỉ, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Mặc dù là cái nước đang phát triển, nhưng mà người đảng, chính phủ mình rất quan tâm đến những anh em, những cộng đồng mình là xa quê hương là về là cách ly này, nói chung là rất quan tâm đến anh em ở đây. Theo bản thân của em nghĩ thì trước hết là em cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng em, những người chúng em đi lao động bất hợp pháp về được nuôi ăn ở, được cán bộ hướng dẫn cho chúng em ăn ở như thế nào để tập trung cho đúng quy định ạ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng, việc kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh đang được huyện Mèo Vạc thực hiện hiệu quả, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực mốc 456 tại thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng. Ở đây có lẽ là khu vực cách ly mà có số công dân đông nhất. Hiện tại thì đằng sau tôi đây là gần 300 công dân của Việt Nam. Hiện đang cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại huyện Mèo Vạc.